Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc T-shirt. Đây là một chiếc rất là đẹp, sử dụng thân vỏ được cấu tạo toàn bộ bằng vàng khối 18K AU750. Đó, và chiếc này của chúng ta thì sẽ mang một cái mã quốc tế là T-shirt T71.3.430.23. Một chiếc với đường kính là 35,5mm, một cái size khá là khiêm tốn. Tuy nhiên thì khi mà trên tay chiếc này ạ, nó không bị nhỏ quá đâu. Nó sẽ phù hợp với anh em cổ tay 16cm trở xuống, đeo sẽ rất là đẹp nhá. Về thông số chiếc này thì đường kính là 35,5, độ dày là 9mm và lung càng thiết kế nó cũng khá là cân đối. Khung vỏ toàn bộ được cấu tạo bằng vàng khối và nó khá là nặng vàng, với phần đáy cũng được thiết kế bằng vàng, và đặc biệt là những con ốc vít cố định này cũng được làm bằng vàng khối luôn. Đó, và quay trở lại với sản phẩm thì đây là một chiếc với nền neo màu trắng và nó đỡ hơi có một chút kẻ sọc. Kim cọc bên trong cũng được thiết kế bằng vàng 18K với kim dây chạy rất là mượt. Chúng ta sẽ có lịch ngày được bố trí tại góc 3 giờ và múi ngày hiển thị là ngày mùng 10. Góc 12 giờ là dòng chữ T-Shop 1853 và bên dưới thì sẽ là automatic và squid mate. Toàn bộ cọc số của chúng ta thiết kế dạng số la mã để tăng phần cổ điển. Mặt kính sử dụng vẫn là một mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh được vết xước. Núm chính nằm tại góc 3 giờ với logo của T-Shop rồi. Và với cái núm này anh em có thể dễ dàng lên có tay cũng như là kéo núm ra để chỉnh lịch vào giờ rất là tiện lợi ạ. Đi kèm chúng ta sẽ có một sợi dây da cá sấu màu đen và đây là sợi dây đã được nâng cấp. Cùng với đó chúng ta sẽ có một bộ khóa xiên của T-Shop và đây là bộ khóa được thiết kế bằng thép 316L và nó được mạ vàng chứ không phải là khóa đúc anh em nhé. Đó, với dòng chữ inox bên dưới này. Cuối cùng là phần đáy được cố định bởi rất là nhiều những con ốc vít, và để minh chứng cho bộ vỏ được thiết kế bằng vàng khối 18K thì hãng đã không quên đóng cho chúng ta những chuyện kim loại quý, đó chính là chuyện cân tiểu ly, chuyện đầu chó Bách Na, chuyện 750, và chúng ta sẽ có đầy đủ những cái thông số cơ bản ở vỏ. Ở trên này chúng ta sẽ có độ chống nước là 3 ATM. Chúng ta sẽ có bộ máy sử dụng là cỗ máy Calibre Automatic ETA 28-24 huyền thoại. Với cỗ máy này anh em sẽ có đầy đủ là 25 chân kính, tần số sử dụng là 28.800 VPH, cùng với thời lượng chữ code là 42 giờ. Đó. Thì với chiếc T-Shop này thì đang có giá retail là 55.809.000, gần 60 triệu anh em nhé. Và trong video này thì bên mình về một chiếc lướt độ mới còn rất là cao, giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt, chỉ 26.800.000. Đó, một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của Thụy Sĩ, trang bị khung vỏ bằng vàng khối 18K và mức giá cực kỳ dễ chịu cho anh em chơi. Hàng đang có sẵn tại địa chỉ bên mình là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, để anh em lên tay thử sản phẩm. Còn nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.